Đã không làm thì thôi, làm cái gì là phải chỉnh chu, làm cái gì là phải chuyên và chuyên nghiệp. Như mỗi năm, hàng năm cứ đến mùa trung thu thì Kỳ Lân sẽ tìm những loại bánh trung thu thật là ngon và thật là đẹp và phải tinh tế về sang trọng nữa. Và đây, năm nay Kỳ Lân chọn bánh của chị Việt Hương, bánh Sugar Town, đơn giản, đẹp, tinh tế. Với cái hộp bánh màu đỏ này nữa thì cũng đồng nhất với những cái túi, những cái hộp đựng sản phẩm của Kỳ Lân luôn. Nên khi Kỳ Lân chọn cái màu này cũng rất đồng nhất với những cái hộp đựng sản phẩm của Kỳ Lân. Và quan trọng nhất vẫn là cái bánh phải ngon, phải chất lượng, phải vệ sinh. Và đây, bên trong hộp bánh này thì sẽ có 4 hộp và 2 hộp màu vàng, 2 hộp màu đỏ. Nếu như quý khách để ý thì Kỳ Lân có một hộp trà thương hiệu Kalen của Kỳ Lân Luxury. Hộp cũng tựa như thế này về màu sắc và bên trong cũng có 4 hộp. Vô tình khi mà sự trùng hợp Kỳ Lân chọn bánh này, màu sắc này và hộp bánh này của Sugar Town bên chị Việt Hương thì giống như hộp trà của mình luôn, nên là rất là có duyên. Và bánh thì phải là thực sự là phải ngon và phải chất lượng, bởi vì tất cả những sản phẩm này khi Kỳ Lân gửi tặng tay của những vị khách thì mình phải chọn những cái gì mà ngon nhất, chất lượng nhất và tuyệt vời nhất để mình tri ân gửi đến tất cả quý khách của Kỳ Lân Luxury. Đây cũng là một cái thông điệp và cũng là một cái tư duy về tiêu chí kinh doanh của Kỳ Lân. Đã không làm thì thôi, làm cái gì là phải chỉnh chu, làm cái gì là phải chuyên và chuyên nghiệp để cho sự tinh tế, sự hoàn mỹ, hoàn hảo và sự dẫn đầu trong những cuộc chơi, để mình chuyên tâm, mình phục vụ tốt nhất, phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc một cách thăng hoa nhất đến với tất cả quý khách hàng của mình. Những cái sản phẩm mà tri ân cũng vậy, bánh phải là bánh ngon và có thương hiệu, cũng như là về chất lượng và sự đẹp, tinh tế về hoàn mỹ, thẩm mỹ của cái hộp luôn.